sốt. Oh oh, gia đình là số một. Oh oh, gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình. Và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu. Không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này. Chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi đây, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Gia đình là số một. Gia đình mình không đành sẽ không ai bận chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đã ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một. Và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah, gia đình là số một. Oh oh, oh. Gia đình là số một. Oh oh, oh. Gia đình là số một. Oh oh, oh. Gia đình là số một. Oh oh, yeah, gia đình là số một. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu nè. Ủa, sách của em hả? Em đọc hết đống này luôn hả? Em làm gì đọc hết đống này. Em đi mượn dùm cho bệnh nhân thôi. Xong rồi giờ em phải đi trả lại cái bên nè. Chuyện này chắc nặng lắm hả? Để em chút nha. Hả? Thôi, không sao đâu. Em muốn vậy được mà. Coi chừng đổi nha. Gì vậy? Vậy giờ em chút nè. Em là cái bàn của anh đó hả? Dạ anh sĩ ơi, cái giùm em cái này ạ. Ờ, đưa lại cho anh. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Được rồi. Em vẫn là cái bàn của anh. Đi thôi. Ờ, trước Tết á, ba sẽ rước cô Liễu về nhà mình đó. Tâm Ý. Dạ. Bữa ông ăn cơm con. Dạ. Bà nói cái gì vậy? Ba lại nữa rồi đó. Trước Tết cần quá sao chuẩn bị kịp ba? Ba đã tính hết rồi, các con không cần phải lo, hiểu không? Phải rồi, ba cứ làm theo ý của ba đi, không có cần phải nghĩ tới tụi con. Cái con này. Anh ơi, Duy. Cái gì vậy? Phải Duy không? Duy nào? Đúng là Duy rồi. Không nhận ra tôi hả? Tôi Thành nè. Công nhận nhìn ông khác thời sinh viên ghê. Xém nữa tôi không nhận ra luôn đó. Anh Duy ơi, chứ anh lộn tôi với ai đó. Tôi không phải là Duy đâu. Hả? Không phải hả? Ờ. À, xin lỗi nha. Thằng này giỡn hoài. Cậu là Duy chứ còn ai nữa. Tôi ăn cái này cho. Lâu quá mới gặp lại cậu á. Tôi cứ tưởng là hết gặp cậu luôn chứ. Lâu quá rồi ha. Anh ơi, tôi nghĩ là anh lộn người đó. Cái thằng này giỡn ngay quá. Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh là thằng Duy, bạn đại học của tôi. Không có gì đâu, người giống người thôi. Trả anh nè, tôi mới ăn có một miếng à. Tôi không cần đâu, anh ăn đi. Tâm Ý ơi, Tâm Ý. Dạ.
Dạ cô. Nè, cô đi công chuyện một chút nha. Dạ. À, ông đâu? Ông ở trong phòng hả? Dạ, ông đi ra ngoài từ sớm rồi cô. Mới sáng sớm mà đã đi ra ngoài rồi. Cô đi nha. Dạ. Dạ, đây là mẫu mới nhất bên con mời bác xem ạ. Vậy hả? Ừ, đẹp. Liễu hả? Đang làm gì đó? Tôi đang rảnh. Ông sao vậy? Có chuyện gì vui hả? Tất nhiên tôi vui lắm bà ơi. Tôi vui và tôi cười đến mức mà tôi không ngậm miệng lại được luôn đó. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mưa ngày mai dạ, vắng. Con chào mới về. À. Wow. Đẹp. Ui sao mà càng nhìn nó càng đẹp. Chiếu khủng khiếp luôn. Lấp lánh ánh châu sa. Tự nhiên chột bụng vậy ta. Trời ơi, tao mấy ơi, đâu có con mèo ra vậy nè. Trời ơi, nó lại vô nữa hả ông? Ừ. Con mèo này không hiểu sao nó cứ vô nhà mình hoài à. Ở nhà phải biết đóng cửa lại chứ. Bắt nó đi. Mèo, mèo. Quăng lên ngã sao cũng được. Thiệt tình. Trời, trời. Ê, tao mấy ơi. Dạ. Thấy cái nhẫn của ông đâu không? Dạ. Nãy giờ ông để đây nè. Ông đâu có biết đâu ông. Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Ừ, tôi có rồi. Nói nhiều quá. Đưa thì cầm đi. Ờ. Cảm ơn nhiều nha. Tới khám bệnh hả? Ủa bộ tới bệnh viện là phải khám bệnh hả? À, trước lại sao quen. Giờ kết bạn nha. Hả? Thì tôi rất là thích có một người bạn làm bác sĩ. Không thích hả? Ờ đâu có. Vậy bắt tay đi. Tay tôi bận hết rồi. Nói nhiều quá. Vậy coi như bắt tay rồi nha. Sao được? Làm bạn rồi thì thoải mái đi. Sao được? Vậy thôi anh từ từ thích nghi cũng được. Thôi tôi đi xét nghiệm nha. Hẹn gặp lại. Trời ơi trời. Nó lăn đi đâu được chứ. Bà nhớ kỹ là con bà để chiếc nhẫn đó ở đâu. Ông ơi ông, tôi để rõ ràng đây. Trên này hiểu chưa? Ông ơi, có khi nào con mèo nó đụng vô rồi rớt không ông? Cho dù nó có rớt thì cũng đồng nhậm ở đây. Mà sao ba người tìm không thấy? Lo tìm đi. Khoan đã. Bà ơi. Ừ. Sao? Có chưa? Có rồi hả? Có. Có khi nào con mèo nó nuốt chiếc nhẫn không? Hả? Tại vì chiếc nhẫn nó sáng quá, cho nên con mèo nó thấy nó thích nuốt chiếc nhẫn. Chứ nếu như chiếc nhẫn mà để ở đây thì nãy giờ mình đã tìm thấy rồi. Bây giờ chỉ có giả thuyết con mèo nuốt chiếc nhẫn của con là hợp lý nhất. Tâm ý, con không cần phải tìm ở đâu. Con chắc chắn con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi. Con nghĩ là con mèo nó không có nuốt đâu chú. Đừng có cãi chú. Con mèo nuốt chiếc nhẫn. Thôi. Bây giờ không phải là cái chỗ cãi, hiểu chưa? Hai đứa làm sao mày ráng tìm cho ba được chiếc nhẫn, hiểu không? Ngày mai mà không có là có chuyện lớn đó con. Ngày mai ba cầu hôn cô Liễu hả? Mày nhiều chuyện quá. Lo tìm đi. Phải tìm cho ra chiếc nhẫn. Hiểu chưa? Ba ra ngoài chút. Con đã nuốt con mèo nuốt chiếc nhẫn rồi tìm sao được mà. Ê, em mới về. Ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài chút. Ba, không có đi thì lấy theo cây dù đi. Ở ngoài mưa lớn lắm. Ủa, ờ. Ý. Dạ. Lấy ông cây dù. Thì lấy cây dù đừng có tìm nữa, không có đâu. Dạ lấy lại cây dù nha ba. Ừ. Con mèo nuốt. Mày đưa những cái giả thuyết nó phức tạp quá mà ta không thể tưởng tượng được nữa. Lẹ lên. Thở thay đổi luôn á. Tôi cũng bó tay với ông nội luôn. Ủa anh. Ủa mấy anh chưa về nữa hả? Chưa, tụi anh định đi ăn nè. Tụi anh tính đi ăn tối nè, đi ăn nhau chung không?
Thôi, có phiền hai anh quá không? Em nói chuyện kỳ, ăn uống đâu phiền. Đi ăn gì vui hả? Dạ, đi. Ê, bạn Hiền, mọi người định đi về hả? Không đi ăn tối sao? Ờ, tụi tôi định đi ăn tối nè. Ồ, vậy thì tiện quá. Đi chung nha. Nhưng mà bạn tôi... Nó nhiều quá. Đi chung đi. Tôi đi ăn có một mình nè, hơi buồn. Đi, đi chung nha. Ủa? Em ăn cái này nha. Ừ. Em ăn đi. Cảm ơn. Ôi. Vô. Chăm chăm. Vô. Khoan đã. Anh nói đi xét nghiệm mà. Ừ. Xét nghiệm xong chưa? Rồi. Xét nghiệm xong rồi. Sao không về nhà đi? Ở bệnh viện làm gì? Nó nhiều quá. Ôi. À, xin lỗi nha. Tôi không uống được. Tại lát nữa tôi lái xe. Uống đi. Lái gì mà lái. Vô. Ờ, tôi... Đây, để em uống về mạnh cho. Vô. Vô. Em. Cô này cá tính ha. Tìm cái gì mà tìm hoài vậy? Tìm cái gì thì để mai mà tìm. Dạ, bây giờ mà không tìm á là không kịp đâu cô. Nè, con biết chú Ngọc làm gì ngoài vườn từ hồi chiều tới giờ không? Dạ... Mèo, mèo, mèo ơi mèo, tao thương mày lắm, tóc mày không trắng, nhưng tao vẫn thương mày. Mèo. Mèo. Mày đâu rồi mèo? Ủa? Anh sĩ đâu rồi? Có chuyện gì vậy em? Anh sĩ mới đây mà đâu mất tiêu rồi. Sĩ đi vệ sinh rồi, chút xíu sĩ vô. Sao lúc nào anh cũng bỏ rồi em một mình hết trơn. Hãy đi tìm ảnh mới được. Em, đi, ngồi xuống. Đâu phải lúc nào nó đi đâu cũng đi theo đâu. Chút xíu nó vô. Anh sĩ đi đâu em cũng phải đi tìm anh sĩ hết. Tại vì á, anh không có người yêu, anh không hiểu đâu. Xa ảnh một chút là em nhớ ảnh lắm. Hình như mình gặp nhau đâu rồi đúng không? Sao vậy? Lúc đầu nhìn tôi nhận không ra, nhưng càng nhìn càng thấy quen quen. Thì ông là Duy mà. Không phải, tôi không nói tới Duy. Ông phải Duy sao tôi biết ông? Thật tình là mình chưa bao giờ gặp nhau hả? Không có. Hết giấy rồi. Ê. Làm gì vậy? Đàn ông với nhau không mà, có gì đâu. Nè, cho lau lại nè. Tôi khỏi. À, cũng lâu quá rồi ha. Lâu gì? Thì nụ cười đó khiến người ta rung động. Ai rung động? Thì ý là nụ cười của ông khiến tôi rung động. Thôi, tôi không uống đâu.
mấy người chơi đi, tôi về trước nha. Mai gặp. Ờ, bye bye. Trước kia sĩ. Vậy cẩn thận nha. Ok. Ôi. Thôi thôi thôi, hôm nay uống gì đủ rồi. Nó nhiều quá, giờ tôi mới bắt đầu nè. Uống đi, biết chừng nào mới gặp lại được nhau nữa. Uống ly nha, vô. Ui, ui, ui. Ủa, chị có sao không? Cậu, cậu mới về hả? Ủa, chị làm gì vậy? À, không có gì, tôi tìm chút đồ ạ. Tìm gì? Ủa, mà cậu ăn cơm chưa? À, em ăn rồi. À, vậy đợi chút tôi làm sinh tố uống rồi hả lên nha. Ra đây đi, tao cho mày ăn cá rồi mèo ơi. Bây giờ tôi nhìn anh, tôi nhớ đến ai rồi? Giống ai? Nhớ đến một người mà tôi rất muốn quên. Sao anh lại muốn quên người ta? Người ta phụ tình tôi. Anh bị thất tình đúng không? Thì ra là phụ nữ hả? Cũng may là có chị tôi. Ông tôi bây giờ mồ tôi xanh cỏ. Mà tôi thấy bây giờ anh cũng tốt mà. Nhờ công việc, cũng nhờ công việc bận rộn cho nên tôi mới quên luôn. Tôi nghĩ người từng phụ tình anh cũng đau khổ và rất nhớ anh. Không chừng còn đau hơn anh nữa đó. Dạ rồi cô. Ừ. Sao rồi? Con kiếm ra đồ chưa? Dạ chưa. Mà thực ra đó là chiếc nhẫn đó cô. Nhẫn hả? Dạ. Ông làm mất cho nên là nhờ chú với con đi tìm đó cô. Là cái nhẫn cầu hôn của ông đúng không? Thiệt tình vậy cũng mất nữa. À cô ơi. Ừ. Con hỏi cô cái này được không cô? Có gì thì cứ hỏi đi. Dạ. Trước khi mà cô đi công chuyện ở bên ngoài về á, cô có ghé nhà mình lần nào nữa không cô? Không. Mà sao vậy? Dạ. Hồi sáng lúc cô ra ngoài, cô mang đôi này đúng không cô? Đúng rồi. Mà lúc cô về á, thì cô lại mang đôi dép này. Con nghĩ thì sao vậy? Chẳng lẽ buổi sáng ra đường là cô mang đôi giày, tự nhiên chiều về cô mang đôi dép làm sao? Nhỏ này. Dạ. Tại vì lúc cô về á là trời đang mưa, mà đôi giày này thì không hề bị dính nước. Ngược lại thì đôi này bị ướt mà còn dính đất nữa. Vậy thì có thể hiểu là cô đã mang đôi này về nhà. Nè, ý của con nói á là cô là cái người lấy chiếc nhẫn của ông đúng không? Dạ, con không có ý đó đâu cô. Con đó nha, con không có được nghĩ xấu người khác như vậy đó. Bực mình quá đi à. Rồi còn ba nữa, bày ra cái trò là hả, cầu hôn làm gì y như con nít vậy. Meow. 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 Cuối cùng mày cũng lòi cái mặt mèo mày ra. Vậy thì nó lăn đi đâu?
Dạ, con sẽ cố gắng tìm kiếm lại. Ba ơi, ba ơi. Ba ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi ba ơi. Con tìm thấy chiếc nhẫn rồi hả? Dạ. Đâu? Chiếc nhẫn thì chưa thấy. Ba thấy gì? Con tìm thấy con mèo rồi. Đây là cái gì? Trời ơi ba ơi, sau một thời gian con rình rập tìm kiếm, cuối cùng con đã tìm ra con mèo rồi. Bây giờ ha, mình chỉ cần mình chờ con mèo nó ị ra chiếc nhẫn là xong. Thì thôi. Dạ. Ừ, bây giờ vậy thì cố gắng làm sao con mèo nó ị ra lấy ra chiếc nhẫn cho ba, nghe chưa? Dạ. Thôi hai đứa đi làm lại lên. Bây giờ con ra con năn nỉ nó ị nè. Ị đi mèo ơi, mèo ơi ị đi mèo. Mới sáng sớm mà đã sùm rồi. Lại nói về cái nhẫn kim cương nữa chứ gì. Gì vậy? Coi. Con nhìn cô cái gì? Đừng có nói là con nghi ngờ cô rồi nha. Dạ không có. Nhưng mà cô chưa thấy chiếc nhẫn đó bao giờ thì sao cô biết nó là nhẫn kim cương hả cô? Hả? Con vẫn chưa nói gì mà sao cô biết đó là nhẫn kim cương? Cái đó là nhẫn cầu hôn mà. Nhẫn cầu hôn thì ai không biết nó là nhẫn kim cương. Mắc cười thiệt. Đây, đặc sản, món khoái khẩu đây. Mèo ơi, thơm lắm nè, thơm lắm đúng không? Ăn đi nha, ăn ngoan nha. Tao có tẩm thuốc sổ trong này nè. Mày ăn đi rồi mày ị ra, ra dạng cho tao nha. Ăn đi con. Đúng rồi. Ừ, ăn đi. Nhường tôi nha, hôm qua tôi mới nhường anh một ly đó. Là tới nữa rồi hả? Kết quả xét nghiệm sao rồi? Kệ nó, tôi không quan tâm lắm. Cô hôm qua là bạn gái anh hả? Đẹp á. Tôi cũng thích kiểu con gái như vậy. Nói gì vậy trời? Mà thôi, tôi đi nha. Ờ, bye bye. Sau này tôi không quay lại đây nữa đâu. Sắp đi xa hả? Ừ, cũng chưa biết nữa. Anh... Lời chào tạm biệt đó. Nhưng mà anh... Nói nhiều quá. Tôi đi nha. Đang xong tốt như bây giờ đó. Là giờ chào tạm biệt vậy luôn. Ờ... Sấy. Anh là người vậy luôn hả? Ông là... Biết. Biết, tôi biết chưa đâu. Nhẫn cầu hôn mà phải có thêm chút mùi phân mèo trong đó nữa thì tình cảm mới nồng ấm chứ đúng không? Chưa tìm được.
Bây giờ sao ta? Dạ ông ơi, con có chuyện này. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Chuyện gì? Tìm thấy rồi. Eureka, con đã tìm thấy rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Đúng nó rồi. Tìm thấy ở đâu? Dạ, ở trong đống phân mèo á ba. Mày rửa chưa? Con rửa sạch là ba yên tâm đi. Con đã nói rồi, do con mèo nó nuốt chứ đâu mà. Ủa, con mèo nó nuốt chứ nhẫn thiệt hả chú? Con vẫn còn chưa tin hả? Sự thật rành rành vậy rồi. Tìm được là hay rồi. Con giỏi lắm rệ quý. Con đúng là ngọc trong đá nha. Vừa nghe qua thôi là con đã biết liền. Tuy là con không có chứng kiến ở hiện trường, ừ, nhưng mà theo cái suy đoán của con là con mèo nó phải nuốt chiếc nhẫn. Nếu như không phải con mèo thì không còn cách giải thích nào khác hết. Mọi người thấy sự suy luận của con hay ghê chưa? Hay. Con nghe nè. Gì? Em đi đâu mà bắt cô chờ nữa? Rồi. Cái thằng này. Về lẹ lên. Cút ha. Ồ, không có trong phòng sao mở cửa tan hoang vậy? Ông này cứ xem thường con hoài à. Quang qua đây nó mượn chỗ để tập nhảy đó ông. Trời ơi, thằng Quang biết nhảy luôn hả? Trong trường của con á, là bạn này nổi tiếng cũng cỡ Sơn Tùng MTV đó ông. Wow. Dạ, bạn nó quá. Nghĩ sao vậy? Anh làm cái gì mà có cửa so sánh với Sơn Tùng? Sơn Tượng thì có. Cái gì mà để em trả cho, anh cất vô đi. Thôi được rồi, lần sau em trả. Thôi, hồi nãy anh đã trả rồi mà. Không sao đâu. Thôi, em có tiền mà. Bao nhiêu? Dạ 120.000 chị. Chuyện tiền bạc có gì đâu mà ngại. Đáng lẽ ra phải hãnh diện chứ. Có người yêu á hả, nhiều tiền làm bác sĩ. Đâu phải ai cũng được như vậy đâu. Mai, Mai, Mai. Có 50 anh xin mượn, nhanh lên, nhanh lên. 50 anh cũng có nữa hả? Em muốn nói cái chuyện mà em và anh sẽ cưới nhau mà ông hay nhắc tới á. Cưới nhau hả? Nè, nói cho em biết luôn. Thằng bạn anh chỉ xem em như là một cái đinh thôi. Tại vì trong lòng của nó thích bà cô dạy thêm của anh. Hiểu không? Gì? Ừ, sao anh còn dám tới đây nữa hả? Anh mau đi về nhà của anh đi. Sao anh không tới đây? Mau đi tới nhà của cái bà cô già đó đi. Không muốn gặp mặt anh nữa. Vậy nhất. Dạ. Hả? 10 triệu hả anh? Dạ, hôm qua em nhận được cuộc điện thoại á, là tới đây lãnh giải thưởng. Em đạt được giải nhất á. Em là Diễm My đại dạ. Em là Diễm My. Có Diễm My trúng giải nhất phải không? Dạ đúng rồi. Cái vấn đề không phải là cái đẹp ở ngoài, mà người con gái là cần cái nết. Chưa nghe câu cái nết đến chết cái đẹp không? Trời ơi, giờ anh chưa biết luôn hả? Cái câu đó là xưa rồi, còn thời nay nè cái đẹp mới đánh xẹp cái nết luôn á. Không có đâu cái nết nên chứ cái đẹp á. Thôi anh vô anh đánh gần lại đi. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Bà gia sư, nhỏ tâm anh. Không phải. Mình được giải nhất cho nên mình chụp hình để đăng báo sẵn làm kỷ niệm luôn. À vậy hả? Dạ, nhưng mà cho em hỏi chừng nào em nhận được tiền thưởng vậy? Cô yên tâm đi, mình làm thủ tục xong hết là mình ra mình nhận liền ha.
Dạ. Bây giờ mình sẽ chia ra từng cặp để mà so sánh ai sẽ là người đẹp nhất nha. So sánh từng cặp hả bà? Phải. Đón xem tập 89 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 5/8/2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. 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 Gia đình là số 1, oh, oh, oh.